được phó phụ trách mảng học tập và các con đồng bộ là Nguyễn Thị Diễm Hồng chia đội 92, nên được phó phụ trách điều phụ trách mảng văn thể và nhà nét là Nguyễn Lê Yêu Phương 721. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đại hội, được sự tín nhiệm của đại hội, 11 chúng tôi được bầu cử vào ban chỉ huy liên đội mới nhiệm kỳ 2021-2022.